dâng vang vang em mang đi chúc mừng ta ơi đông người tờ dâng vang tin chúa nguyện cầu Thank you.
Thank you.
chẳng sinh quan phê cho đôi chữ chẳng sinh nghe chữ phụ chữ quý căng lên tộc cho sức mạnh đuôi mình. Chứng quả của linh cứu cho họ nguyễn con thủ nhà ngày hôm nay.
tôi hết đàn duyên chương tranh tiết tặng thành phẩm duyên kinh cung nhân thần tam con nào này bỏ con nào tá cha kim ngân bạc bạc chay tinh cu đa di đà phật nay sám hối lại ông chứng tâm đã bắt ra các chủ ngày hôm nay đến lễ trả nợ bà quan và cũng cả hai công lập đặc tạo nguyên viên cầu đồng cầu tài cầu bình an và chúng tâm các thiên đồng đặc quan đồng ban bảo thánh đồng anh linh chỉ đồng chỉ kính nghe vũ tư nào chúng tâm tay bình tay quế linh ghế gần xa bách xa trong họ không đảm đến hát nhà nào cộng đấy cũng điều đông hà thơ nhạc văn văn nam bộ hội bắt ở lại văn khen lời cầu dân tấu đột thành lập được Long Vân Khánh hội cát nhà Trương thì tháng 8 tiệc cha tháng 3 đại thị nhất kế ông hội hai ông nữ tháng nào tuyệt họ mới hôm nay đón tay đảo phúc quốc gia phúc trường ông độ ông thương từ nay rồi đi từ mai trở lại có lộc có tài có ngân có duyên ban khen ban thưởng thanh đồng đạo quan thầy thánh quan nhất tâm chi thiết nhất trạng chính thành tây quỳnh đây quế tây đoan đây cửa công đoàn bản thác đàn ngọc thác thành giả la tin vãi dân thôn bản hạ nhà nào lộc ấy phúc như Đông Hải Thọ Thủy Nam Sơn ông ban khen ha bà con
quay mà không mạnh mà quay mà. Chúc mặt 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 mặ
nay với trứng tâm trứng quả trứng cá Long Thanh cho gửi chùa là hai, thế là gửi hậu dâng đấy cho chén rào đấy để cho là gửi chùa là đặt tai sai lộc hai, chùa là người mương chẳng có mặt tiền kinh, chẳng có mặt tiền kinh chùa cho chén rào thật đấy, ông thấy cái chùa chẳng được bỏ đấy, ông thấy hai, ông thấy chẳng được bỏ, thế là chùa cho một ly một lai để có ngâm nói chuyện đấy, thì lời cha lời mời nó tơ báu thế ra chung ra sử đấy.
an tâm an tình đấy, có lọc có tai có ủn là tiếu đấy, hay ăn trong nhọn con lớn chúng ta con củi con ta trong giá đấy, bánh khóe đặt tái hay lọc đấy, chùa là ngon đấy, một ly một lai hái tâm cỏ của không hả? Thế mà làm dung là quê thủa nó chăng có mặt tiểu mướng hả? Thế mà con dâu quê thủa nó chăng có mặt tiểu mướng. Thế mà sao có hỏng hết cái mặt tiểu hả? Thế mà ở đó thủa phòng nó thủa bao năm lo thẳng nó chăng có mặt tiểu nó cứ tản đấy. Hỏng hết chăng được bỏ rồi đó. Để được kẹp vua hoa. Rào nơi tôi thọc rào mà ra là hỏng chăng là chẹn nó ăn không hả? Hỏng chẹn nữa hả? Của cho chẹn nữa đây để cho nó có lọc có tai có ngon có chuyện này. Gạo nay tôi thọc gạo mà ra mà ỏng chắc mà chẹn quá ăn không ỏng hết cái chùa là cái chùa cho một ly một lai ngon đồng chuyện này chúng văn này dâng chùa hay có thể mà chồng mà con mặc nó vẫn phải gánh vật nặng nhỉ, có thể vẫn thiếu ăn ra tại chủ thương để chơi mình chân mặt. Tôi tham tài được gửi họ ngô hay để họ ngô đây cái mối đang ổn lên là 5 con hả? Mà chủ thương cho chú báo cho có nhân có chuyện nhỉ, năm nay chẳng có tổn được cuối năm còn thì khó có thể nó cho ăn cho chuyện nhỉ. Động cho cái thân phụ của nó đang bị ốm à? Ông thế thế, chắc được bỏ. Thân tay cho người nhé, chắc được lấy trông này. Rồi tạm trông rồi bỏ đi đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
xa điều ẩn ta, để cho biết ta suối lần lần công chúa hết sơn trang thánh tổ tăng truyền phép tiền lấy lá là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mong 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 mong
Yêu ai này cô
tiểu đường mà không ai đầy. Ngày hè cô chỉ theo một đôi giày kinh giấc mơ. Thank you.